Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cơ thể bạn nói gì được phát sóng trên kênh VTV2 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nếu như chúng ta dành thời gian để tìm hiểu về hệ xương khớp của cơ thể thì sẽ thấy rất nhiều điều thú vị. Khi mà hệ xương khớp khỏe mạnh thì sẽ giúp chúng ta có một cái cảm giác rất là mạnh khỏe, linh hoạt trong vận động với một cái sức trẻ, tươi khỏe từ bên trong. Nhưng khi mà hệ xương khớp đã trở nên suy yếu, giảm cái chức năng sau một thời gian dài nâng đỡ cơ thể thì lúc đó sẽ có những cái cảm giác đau nhức, mệt mỏi và làm ảnh hưởng tới cơ thể, tới sức khỏe và tới cả tâm lý của chúng ta, làm cho chất lượng cuộc sống chúng ta giảm đi rất nhiều. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể chăm sóc hệ xương khớp khỏe mạnh cũng như giải cứu cơ thể khỏi những cơn đau nhức của xương khớp? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay qua chủ đề tìm hiểu giải pháp thảo dược trong điều trị bệnh xương khớp. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với các vị khách mời của chương trình hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ chuyên gia Vũ Thị Khánh Vân, nguyên chủ nhiệm khoa A9, Viện Y học cổ truyền quân đội. Bác sĩ Khánh Vân xin kính chào quý vị, chào MC và xin chào khách mời. Và chúng tôi xin được giới thiệu cô Nguyễn Thị Bình đến từ Hà Nội. Tôi xin chào khán giả, xin chào MC và xin chào chuyên gia. Cảm ơn hai vị khách mời. Và thưa quý vị, nếu có vấn đề gì quý vị cần được giải đáp rõ hơn trong quá trình theo dõi chương trình, hãy gọi điện thoại tới số điện thoại đang hiển thị trên màn hình của chúng tôi. Xin được cảm ơn nhãn hàng Bảo Khang Gold của công ty trách nhiệm hữu hạn NTA Group đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi phóng sự sau đây. Sau một thời gian dài chung sống cùng những cơn đau nhức xương khớp, từ khi còn nhẹ tới khi đau dữ dội hơn, cô Nguyễn Thị Bình, 63 tuổi, mới nhận ra bản thân đã quá chủ quan, cho rằng xương khớp đau nhức là do lao động quá sức, do thời tiết thay đổi, do bệnh của người cao tuổi. Cô chủ quan không đi khám bệnh mà chỉ tự mua thuốc về uống. Những suy nghĩ và hành động sai lầm này tưởng là tiết kiệm, nhưng khiến cô gặp thiệt hại lớn hơn rất nhiều về sau này. Trước đây 20 tuổi thì tôi có lên Hà Nội, tôi kiếm việc làm và tôi lấy chồng và sinh sống. Thì cuộc sống nó rất ổn định. Thế trước ấy thì là cuộc sống nó cũng vất vả, lo lắng cho gia đình và lo cho chồng, cho con. Thế nhưng bây giờ thì con cái của tôi thành đạt rồi, mọi thứ đều dễ chịu. Nhưng mà riêng tôi thì lại rất là khó chịu về cái căn bệnh xương khớp của tôi. Nó đeo bám, dai dẳng mà nó đau nhức, tôi rất là khổ sở. Mấy năm trước ấy thì tôi thấy nó đau ở các cái ổ khớp này này, cổ chân, cổ tay, rồi cả vùng thắt lưng nữa. Nhưng mà nó chỉ đau chốc lát thôi. Thế về sau thì càng ngày càng đau lên, đến mức độ là tôi không thể nào ăn được, mà ngủ tôi cũng không ngủ được. Sáng dậy thì cơ cứng hết cả khớp. Một lúc, một lát sau thì mới lại đi được. Thuốc ấy thì tôi có đi ra hiệu thuốc, tôi mua thuốc tây về tôi uống, thì nó cứ cồn cào cả ruột mà nóng trong, không chịu được. Thế tôi cũng có chuyển sang thuốc lam về sắc tôi uống. Thế nhưng mà nó lại bệnh nó lại không đỡ gì cả, mà nó lại ảnh hưởng đến cả gan, thận, rồi là cả dạ dày nữa. Lúc đó là cơn đau của tôi nó khủng khiếp lắm, nó khổ sở là vô cùng. Thế mà càng ngày thì bệnh tình nó càng là đau lên. Tôi rất là mệt mỏi, nhất là khi thay đổi thời tiết ấy, thì nó cứ sưng lóng đỏ hết cả các cái khớp gối này, rồi khớp chân, khớp tay, cơ cứng không thể làm cái gì được. Lúc đó tôi thấy là cuộc sống là nó khổ sở lắm, mà mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó. Nếu chú ý biểu hiện bệnh sớm hơn, thì cô Bình đã không bị cơn đau khó chịu, quấy nhiễu tâm lý và cuộc sống mất quá nhiều thời gian như vậy. Hàng ngày có nhiều việc chờ đợi bàn tay cô Bình giải quyết, lại cứ bỏ ngỏ đó. Tuy sốt ruột, nhưng cũng không biết phải làm thế nào. Cơn đau khó chịu, quấy nhiễu tâm lý và cuộc sống. Việc đi lại, vận động gặp khó khăn. Cô mong mỏi gặp được thuốc hợp cơ địa giúp mình thoát khỏi những cơn đau xương khớp dai dẳng này. Thưa chuyên gia, ngoài cái tác dụng định hình tư thế của cơ thể, rồi tăng sức chịu đựng và tăng cái sức mạnh của cơ thể, thì hệ cơ xương khớp còn ảnh hưởng tới cái tâm lý, tới cảm xúc của mỗi người. Chúng ta có thể thấy điều đó rất là rõ ràng trong cái sức khỏe của chúng ta hàng ngày. Vậy thì các bệnh về xương khớp thường là phổ biến ở người cao tuổi này, người trung niên này. Tuy nhiên bây giờ có vẻ có xu hướng càng ngày càng gặp ở những người trẻ hơn. Chuyên gia có thể nói cho chúng tôi biết là bệnh đau nhức xương khớp này có nguy hiểm không ạ? Bệnh đau xương khớp ấy thì đây là một cái bệnh mãn tính, đau làm cho người ta rất là khó chịu, rồi thì dần dần bệnh nó cứ tái đi tái lại, cho nên là lâu ngày nó sẽ dẫn đến cái tình trạng gọi là cứng khớp, hạn chế vận động, rồi thì có thể là teo cơ, thậm chí là dần dần nó sẽ đến tàn phế, cũng như là còn có những các cái bệnh về xương khớp nó còn ảnh hưởng
đến cả cái tuổi thọ của người bệnh đó. Đó rất là nguy hiểm. Ví dụ như là gì? Thoái hóa khớp chẳng hạn. Đã nói đến thoái hóa khớp tức là vấn đề lão hóa của cơ thể con người, cho nên là tuổi mà càng cao á, thì nó sẽ càng dễ gặp hơn. Đó là cái tình trạng mà nó tổn thương giữa cái hai cái sụn khớp, hai cái đầu khớp này cộng với cái phản ứng viêm và cái dịch của ổ khớp nó sẽ giảm đi. Vì vậy trên khi vận động nó đau, rồi nó sẽ kêu cái tiếng cọt cà cọt két đấy đó. Và nó cứng khớp vào buổi sáng đó. Nó cứng khớp vào buổi sáng. Tuy nhiên là cái cứng khớp này á, thì nó không nhiều. Và cái khớp mà rất là hay bị thoái hóa, ví dụ như là cột sống thắt lưng, cột sống cổ, gối, háng, tuy là cổ chân. Hay là cái bệnh lý thứ hai ấy, đó là cái bệnh lý gọi là viêm đa khớp dạng thấp. Thì cho đến giờ này các nhà khoa học á, là chưa biết cái nguyên nhân chính xác là cái gì. Nhưng mà họ đồng thuận với nhau rằng á, là nó có liên quan đến yếu tố miễn dịch, hay còn gọi là tự miễn. Và các cái yếu tố thứ hai nữa là cái hormone, ví dụ chị em phụ nữ mình, và một loạt những các cái yếu tố về môi trường nữa. Cái bệnh này thì khác hẳn ở cái chỗ, tức là nó lại sưng nóng đỏ đau ở các cái khớp nhỏ đối xứng với nhau, ví dụ bàn tay, bàn chân nó đối xứng với nhau, và đặc biệt là nó cứng khớp. Nó cứng khớp vào buổi sáng rất là lâu, khoảng giờ đồng hồ luôn á. Và nó dần dần nó sẽ dẫn đến tình trạng là teo cơ, cứng khớp, hạn chế vận động và tàn phế. Cái bệnh thứ ba mà phải nói đến là hay gặp là gút á. Và gút là do cái rối loạn chuyển hóa đạm làm tăng cái axit uric và dẫn đến cái tình trạng gọi là lắng đọng các cái urat, cái tinh thể urat hình kim á, ở trong các cái tổ chức của cơ thể, trong đó có cả khớp. Vì vậy cho nên dẫn đến cái tình trạng là viêm các cái khớp. Và các cái khớp mà sưng nóng đỏ đau thường là một khớp thì hay gặp ở ngón chân này, tới 80% là cái ngón chân cái, cũng có thể là ở các cái khớp khác. Và chính có thể nói rằng là đây là cơ quan vận động, vì vậy cho nên nó sưng nóng đỏ đau thì nó hạn chế đến chất lượng cuộc sống của người bệnh rất nhiều. Chính vì thế cho nên khi có bệnh là chúng ta phải đi khám để điều trị. Vâng, đúng như là chuyên gia vừa nói thì khi mà chúng ta thấy có những cái biểu hiện của những cơn đau nhức xương khớp đấy ạ, nó có thể cảnh báo của rất nhiều những bệnh nguy hiểm. Do vậy thì chúng ta phải đi khám để có thể phát hiện sớm và điều trị hiệu quả. Chuyên gia có thể chia sẻ để chúng tôi biết là để mà giảm thiểu các cái cơn đau nhức xương khớp thì hiện nay chúng ta có những cái biện pháp nào ạ? Chúng ta cũng phải biết rằng là mỗi bệnh có cái nguyên nhân khác nhau, và chúng ta phải tìm ra thế nào là cái nguyên nhân gì, và chúng ta có cái phác đồ điều trị. Tuy nhiên là sẽ có 3 cái phương pháp điều trị hiện nay để giảm cái đau. Thứ nhất là phương pháp không dùng thuốc á, thì Tây y người ta cũng có thể dùng ví dụ như là sóng cao tần này, rồi thì điện phân này, rồi có thể là đắp nến này, rồi thì kéo giãn. Thế đối với y học cổ truyền thì có thể là châm, ví dụ như người ta dùng cái gọi là cái hào châm, một cái kim châm vào các cái huyệt á, để mà cơ thể kích thích, để cho cơ thể chúng ta sản sinh ra cái hormone giảm đau nội sinh ấy, endorphin ấy, thì nó sẽ giảm đau. Hay là cái người ta cứu, tức là cái sức nóng, sức nhiệt của cái cứu đó thì nó sẽ làm cho giãn mạch ra và nó sẽ thông mạch. Cái đông y người ta cho gọi là thông bất thông. Hoặc là xoa bấm thì nó sẽ sinh ra những các cái hormone gọi là corticosteroid ấy, thì nó cũng có thể giảm đau rất tốt. Cái phương pháp thứ nhất là thế. Phương pháp thứ hai đấy là phương pháp dùng thuốc. Dùng thuốc thì nó có hai cái phương pháp. Một là dùng thuốc y học hiện đại, có thể nói rằng là họ dùng những các cái thứ thuốc gọi là chống viêm giảm đau. Ngoài ra thì người ta còn, khi mà những các cái bệnh lý đặc biệt, ví dụ như viêm khớp dạng thấp, thì người ta thường phải dùng những các cái thứ thuốc, ví dụ như là các cái thứ thuốc chống viêm giảm đau, corticoid này, rồi chống dị ứng này, rồi có khi là chống yếu tố chống thấp này, rồi có khi là ức chế miễn dịch. Cái đấy, cái thuốc ấy thì tác dụng rất nhanh. Thế cái thuốc thứ hai ấy, đấy là cái phương pháp điều trị của y học cổ truyền. Thì y học cổ truyền thì người ta sẽ cho rằng là đây là một cái bệnh gọi là chứng tí, tí tức là tắc, là không thông, và người ta sẽ có phác đồ đi theo. Cái phương pháp thứ ba tôi đề cập đến đấy chính là ngoại khoa. Nói chung là đã đến cái trường hợp ngoại khoa ấy, thì người ta sẽ phải tính toán rất là kỹ, chỉ định theo từng các cái người bệnh một. Đó là ba phương pháp có thể là hỗ trợ cho việc giảm đau. Vâng, như chuyên gia vừa phân tích thì chúng ta đều thấy là những phương pháp này đều với mục đích là giảm viêm, giảm đau và bảo tồn chức năng khớp. Và có thể thấy rằng là chúng ta vẫn thường nghe những cái câu như là đói ăn rau còn đau thì uống thuốc. Và điều đó thì dẫn đến cái tâm lý là rất hay phụ thuộc vào thuốc, cứ đau là uống giảm đau để mà chúng ta thấy dễ chịu hơn. Chuyên gia có thể phân tích để chúng tôi hiểu rõ hơn về những ưu nhược điểm của cái phương pháp sử dụng Tây y không ạ? Còn cái phương pháp sử dụng Tây y thì tôi vừa mới nói là đây là một cái phương pháp mà rất hay sử dụng trong điều trị là xương khớp. Nó có một cái ưu điểm mà ai cũng phải thừa nhận rằng là không thể nào phủ nhận được, là nó chống viêm giảm đau rất
nhanh, đặc biệt là các cái cơn cấp tính, sưng nóng đỏ đau nó giải quyết rất là tốt để cho cải thiện cái chất lượng cuộc sống của mình, thậm chí là nó sẽ góp phần làm chậm cái việc là tổn thương đến khớp. Tuy nhiên chúng ta vẫn biết rằng là những các cái thứ thuốc như tôi vừa mới trình bày, ví dụ như là corticoid này, rồi thì các cái thuốc yếu tố chống thấp này, rồi thì chống miễn dịch, thì ức chế miễn dịch thì nó có thể dẫn đến những các cái hệ lụy nhất định mà chúng ta thường biết, ví dụ như là giữ nước làm tăng huyết áp, rồi thì có khi là đau dạ dày, có khi là dẫn đến thủng dạ dày, cũng có thể là lại dẫn đến loãng xương nữa đó, và nhiều các cái triệu, các cái biến chứng khác. Phải nói rằng là nó thì tốt đấy, nhưng cũng có những các cái tác dụng không mong muốn là như vậy. Chính vì vậy cho nên á, hiện nay là người ta có cái xu hướng là kết hợp với y học cổ truyền để mà hạn chế cái tác dụng không mong muốn đó. Vì bệnh khớp là cái bệnh mãn tính, cứ dùng dài dài như thế này thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Vâng, đúng như chuyên gia vừa nói thì khi mà chúng ta lạm dụng Tây y quá nhiều, nó sẽ dẫn đến những cái tác dụng phụ không mong muốn, thậm chí có thể dẫn đến những cái bệnh còn nguy hiểm. Và vì vậy thì hiện nay cái việc mà sử dụng những cái giải pháp thảo dược từ thiên nhiên ấy thì có vẻ được lên ngôi và được mọi người sử dụng nhiều hơn. Vậy thưa chuyên gia, tại sao xu hướng này lại có cái sự lên ngôi trong cái việc hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp ạ? Thứ nhất ấy là nó có cái cơ sở lý luận rất là rõ ràng. Đông y người ta cho rằng là khớp ý là thuộc về chứng tý. Tý tức là tắc, tắc tức là không thông, mà không thông thì tắc thống tức là đau. Bệnh thì thường là tái đi tái lại rất nhiều, vì vậy cho nên nó sẽ làm tổn thương đến cái tạng can. Can thì chủ về cân, vì vậy cho nên là lâu ngày thì nó sẽ cứng các cái khớp. Lâu ngày nữa thì nó lại tả tổn thương đến thận, người ta gọi là thận thì chủ cốt, cho nên đau xương, đau khớp thì nó sẽ tổn thương đến thận, ví dụ là đau lưng, mỏi gối. Hoặc là nó sẽ tổn thương đến tỳ, vì tỳ thì gọi là chủ cơ nhục, cái thịt này. Vì vậy cho nên lâu thì cái cơ nhục này nó bị nhẽo, nó teo đi, thì nó gầy nên nó bé tí luôn. Đấy là thứ nhất là cái cơ chế là người ta, đông y người ta có cái cơ chế như vậy. Cái thứ hai là ngày nay thì người ta thấy rằng là cái sự phù hợp của mục đích điều trị của y học hiện đại với y học cổ truyền là như nhau. Ví dụ như là y học của hiện đại tôi vừa mới nói nhé, chống viêm giảm đau này, rồi thì chống dị ứng này, rồi thì bổ dưỡng các cái cơ quan, thì nó phù hợp với đông y với một cái câu gọi là khu phong trừ thấp, hành khí hoạt huyết, bổ can tỷ thận, nó cũng đã tăng cường cái sức khỏe của cơ thể đi. Và người ta thấy rằng là các cái thuốc của y học cổ truyền ấy thì nó chống viêm giảm đau giống như steroid. Ví dụ như tinh dầu thì nó sẽ lưu thông, nó sẽ giãn ra và nó sẽ giãn cơ ra thì nó sẽ thông, nó không đau nữa. Hoặc là cái flavone ấy thì nó lại có cái vai trò chống viêm và giảm sưng, nó sẽ đỡ đau. Hoặc là saponin thì nó ngoài cái chống viêm giảm đau ra thì nó còn có cái tác dụng bổ dưỡng cho cơ thể của chúng ta. Hoặc là alkaloid chẳng hạn thì nó lại có cái vai trò gọi là kháng viêm và kháng sinh. Như vậy là nó phù hợp với nhau về cơ chế của các nhà khoa học với nhau, người ta tính toán thế. Cái ưu việt thứ ba là các cái thảo dược thì bạn biết rồi, nó rất là lành tính, nó không có cái tác dụng không mong muốn nếu như chúng ta sử dụng lâu dài. Một cái nữa tức là các cái hoạt chất của nó là có cái vai trò gọi là antioxidant, tức là chống cái quá trình lão hóa mà tôi vừa mới phân tích, các cái khớp là nó liên quan đến lão hóa và nó cái phản ứng viêm ở trong đó, nó trung hòa các gốc tự do, đồng nghĩa tức là nó bảo vệ tế bào khớp, nó hạn chế cái tái phát mà tôi vừa mới nói, bệnh khớp mãn tính nó cứ tái phát như thế, tức là nó có một cái tính chất là an toàn và nó đảm bảo được cái hiệu quả điều trị một cách bền vững. Và cái ưu việt thứ tư phải kể đến ở đây, tức là ngày nay chúng ta ứng dụng các cái công nghệ để sản xuất theo các cái dây chuyền như thế để đưa ra những các cái sản phẩm vừa an toàn, vừa hiệu quả, vừa tiện dụng mà lại được các nhà khoa học cũng như là các cái cơ quan của chủ quản của Bộ Y tế cho phép lưu hành. Chính vì vậy cho nên là chúng ta rất là yên tâm để mà chúng ta sử dụng trong vấn đề là hỗ trợ điều trị bệnh lý khớp. Dạ vâng. Vâng, không phải vô cớ mà thảo dược thiên nhiên cũng như là những y học cổ truyền có cái chỗ đứng vững chắc từ xưa tới nay trong việc điều trị rất nhiều những cái căn bệnh và bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Chúng ta sẽ đến với những cái phân tích cụ thể hơn ở phần sau. Còn bây giờ mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm sau đây. Đây nha, xin 500 anh em nhìn đấy nha. Rồi, ngày hôm nay không khí đẹp trời này, mọi thứ rất là vui vẻ này. Rồi, chúng ta sẽ tham gia một cái giải gọi là giải chạy của từ làng ra phố, từ phố vào trong làng. Này, tôi đang đau. Ơi, bà đâu về khẽ mồm, tôi đang live stream. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp một cái vận động viên gọi là tuyệt vời nhất của mọi thời đại của trong những vận động viên thể thao của Việt Nam. Đó là nữ
Nguyễn Thị Tươi. Đấy, thành tích thể thao của cô vượt xa những vận động viên thể thao như là Ánh Viên, như là... Đây, 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 đây. Ông chém gió nó vừa vừa nhá. Tôi không phải là bơi lội nhá. Quên, bà là Điền Kinh. Mà tôi không phải là tôi nữa rồi. Tôi đang héo, tôi đau lắm. Đau cái gì? Đang lai như thế này. Đang bao nhiêu người người ta vào xem bây giờ mà bà cứ la như thế, người ta ào hết. Đây này, 3.000 lượt theo dõi rồi này. Đấy, lên là mầm đây này. Nhưng mà tôi đau lắm. Không hiểu tại sao mà tôi đi bộ được một lúc mà tôi hết cả đau tay này. Dạ. Tôi đau chân này. Bây giờ tôi đau cả tâm đây này. Tâm đây này, ông có lo lắng gì đến cho tôi đâu. Đau cả tâm. Bà miệng sao mà cứ nói với tôi đi nào. Tôi đau, bây giờ tôi phải đi nhẹ nhàng thôi. Mà bây giờ ông cứ bắt tôi cứ đi hùng hục như thế này này. Thì tôi đau. Cái volume nhà tôi đang bị hỏng. Bà bình tĩnh nha, bà đừng. Nhưng mà tôi đau. Tôi biết rồi, ai chẳng biết là đau. Các bác ơi, em đau lắm, bác có cái gì, cách gì bác giúp em với à? Đau. Bà thông minh là phết nhỉ? Đây, đúng không? Đây, không? Đây, có luôn ông bạn tôi ở nước ngoài đang nói đây. Ở đây tôi hỏi nhá. Ê, bạn ơi, này. Vợ tôi là bị đau nhức xương khớp này, không biết có cái giải pháp nào có thể làm cho nó hết không nhỉ? Đau quá bác ạ. Đây, nó trả lời đây này. Đâu? Tôi uống cái này tốt lắm, giải pháp này đến từ thiên nhiên. Từ thiên nhiên luôn. Từ thiên nhiên là tốt rồi chứ ở đâu? Không được. Giải pháp, ôi bác ơi, ở nước ngoài ấy hả? Ông ơi, nước ngoài tôi làm gì có tiền, đủ tiền mà tôi mua. Thôi. Bà chả đọc gì cả, bà lúc nào cũng nhảy tớn lên, cẩn thận lên tỏm luôn ấy. Cái này nó viết rõ ràng này này. Cái này tôi mua online, giải pháp này đến từ Việt Nam. Hả? Có tên là Bảo Khang Gôn. Bảo Khang Gôn? Ừ. Tôi nghe cái giải pháp này rất là quen. Đúng rồi. Hình như là tối qua tôi vừa mới search trên mạng ấy. Thế đấy. Hóa ra nằm cạnh chồng mà vẫn còn lướt à. Ông buồn cười nhỉ. Bây giờ là tối, cái thú vui của tôi là tôi lướt để tôi xem các thông tin, mà tất nhiên là toàn về những thông tin về sức khỏe thôi. Đây, Bảo Khang Gôn. Ôi trời, đúng rồi. Hôm qua tôi vừa mới đọc xong nhá. Tôi vừa đọc xong mà tôi quên mất. Đây này, tôi coi nào. Đây. Thảo dược y học cổ truyền vừa sạch vừa tốt, có bột thiên nhiên kiệt này, ôi bột cốt tái bổ này, bột độc hoạt này, bột hạ khô thảo này, bột đảng sâm, lại còn có cả cái bột gì đấy, bột thổ phục linh nữa. Ôi mạnh gân cốt, tốt cho thận, hết đau xương nhức khớp này, tê bì tay chân này. Ôi hóa ra là bạn bè ông nhiều người dùng cái này khỏi rồi đấy hả? Này, cái giải pháp này cũng tốt cho tôi đấy. Mà dùng cái này á, có khi là khỏi chân là đi giày đầm được. Ông ơi ông, mà cái này người ta nói đây này, giá cũng rất là nhẹ nhàng đây này. Ui, thế là tôi có hy vọng rồi. Được đi giày đầm lại là vui rồi. Này, giày đầm với cái gì? Giày đầm với cả lại gặp mấy cái bà bạn gái của ông ấy gì? Tôi không chịu đâu. Thôi. Không ghen bóng ghen gió, tôi nói vui vậy thôi. Đi giày đầm với bạn, giày đầm với ai? Thế thì hay là mình cứ mua về mình dùng cho cả nhà luôn nhá. Đúng rồi, bây giờ đi mua luôn. Đây, nói lại đi lại đau rồi. Đau này tôi đi làm sao được. Trời ơi, không phải lo. Đau. Lại lo ngại về tiền ý gì. Chả có gì ngoài tiền. Còn chân đau gì không phải lo. Thì làm sao? Lại đây bên anh. Lại đây bên anh ạ. Thế thì đưa tay đây nào. Chứ lại luôn. Ông mãi bên nhau vận nhé. Thế nhưng mà bây giờ người ta thích cõng cơ. Ôi lại bà. Vâng, thưa chuyên gia, chúng ta vừa theo dõi tiểu phẩm và trong đó thì nhân vật có nhắc tới một cái giải pháp từ thiên nhiên, Bảo Khang Go, với các thành phần thảo dược như là bột thiên nhiên kiện, bột cốt toái bổ, rồi bột độc hoạt, giúp chữa những bệnh về xương khớp và có thể làm giảm các cơn đau cấp. Chuyên gia có thể phân tích cụ thể hơn về thành phần cũng như công dụng của giải pháp này không ạ? Vâng, như các cái thành phần mà MC vừa mới nói lên ý, thì tôi thấy là thứ nhất là nó hoàn toàn là các cái thảo dược, đúng không ạ? Cho nên nó đảm bảo sự an toàn rất là tốt. Thế còn cái hiệu quả thì tôi theo quan điểm cá nhân của tôi ấy, thì tôi thấy rằng là nó sẽ thuộc vào ba cái nhóm thuốc đâu đây, cái công dụng ra đây. Thứ nhất là khu phong trừ thấp, đây là cái
các cái vị thuốc tác động vào căn nguyên, nguyên nhân gây nên bệnh khớp mà lúc nãy tôi vừa mới nói đó. Đấy. Ví dụ như là độc hoạt, ví dụ như là thiên niên kiện, ví dụ như thổ phục linh, thì nó thuộc vào các cái vị thuốc gọi là khu phong trừ thấp tác động vào nguyên nhân. Cái nhóm thứ hai ấy, phải nói đấy là cái nhóm gọi là hoạt huyết, mà tôi vừa mới nói đấy, bổ huyết, hoạt huyết để lưu thông khí huyết, đúng không? Và khi thông rồi này là trẻ nó sẽ không đau, như là cốt toi bổ chẳng hạn. Cái nhóm thứ ba là có cái công dụng là bổ dưỡng các cái cơ quan gọi là can, tỳ, thận. Thì ta thấy rằng là những các cái vị thuốc bổ can, ví dụ như là cốt toi bổ, ví dụ như là hạ khô thảo, ví dụ như thổ phục linh để nó bổ can thận. Thế còn là có một cái vị bổ tỳ rất là tốt, đấy chính là đẳng sâm. Vì tỳ thì chủ thấp, cho nên là bổ tỳ rồi thì cái thấp nó sẽ không còn nữa, và cái chức năng của tỳ nó tốt thì nó không bị rối loạn chuyển hóa. Tỳ nó sẽ hỗ trợ cho cái việc là chuyển hóa về cái đạm đó, để dẫn đến tình trạng hút. Như vậy có thể nói rằng là đây là một cái giải pháp mà đạt được cái cơ chế và cái phương pháp điều trị theo y học cổ truyền, vừa an toàn lại vừa hiệu quả. Và vì vậy cho nên là có thể nói rằng là cái ưu điểm của cái giải pháp mà bảo hoang ngôn ấy thì tôi đã trình bày, một là bằng thảo dược cho nên là rất là an toàn. Cái thứ hai là các cái thành phần mà tôi vừa nói được sản xuất bởi công nghệ hiện đại, cho nên nó loại bỏ các cái tạp chất đi và nó tách chiết được những các cái hoạt chất có lợi để giúp cho cái hiệu quả của hỗ trợ cái việc là khớp nó sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó thì lại được cơ quan chủ quản cho phép lưu hành cho nên rất an toàn. Vì vậy cho nên đối với những người bệnh mà có những biểu hiện bệnh ví dụ như là thoái hóa xương khớp, ví dụ như là viêm khớp dạng thấp hoặc là gút, thì hoàn toàn có thể tham khảo cái liệu pháp vừa xong. Cảm ơn chuyên gia đã phân tích rất là cụ thể để chúng ta hiểu rõ hơn về thành phần cũng như công dụng của cái giải pháp thảo dược từ thiên nhiên này. Và chúng ta còn một vị khách mời nữa là cô Nguyễn Thị Bình. Trong cái phóng sự mà tất cả khán giả xem từ đầu chương trình cũng thấy là cô cũng đã phải dành rất nhiều thời gian và rất là vất vả để đi tìm giải pháp trong cái quá trình mà điều trị bệnh xương khớp của mình. Thời gian đó thì nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống và tâm lý của cô thế nào ạ? Tôi bị bệnh xương khớp ấy thì tôi cứ nghĩ là mình già rồi thì là cái bệnh xương khớp nó mắc và nó cứ bị đau ấy, đau đớn trong cái thời tiết mà nó cứ thay đổi chuyển mùa ấy thì nó rất là nhức nhối mà rất là khó chịu. Thì cứ nghĩ là tuổi già thì cứ đi cắt thuốc thì uống thuốc thôi, đâu có được như thanh niên đâu. Cho nên là vì vậy mà cứ càng ngày cứ để thì cái bệnh xương khớp của mình thì nó lại càng tăng lên, càng đau, càng nhức. Mà có những đêm mà thay đổi thời tiết ấy, thì là nhất là trời rét ấy, thì nó cứ cơ cứng hết cả cái tay này và chân. Có những lúc mà muốn dậy đấy, không thể dậy được, phải có người đỡ để mình đi lại được. Mà đau lắm, đau nhức lắm, chỉ có ai đau xương khớp thì mới biết được cái điều đó thôi. Thì cứ nghĩ rằng là thôi thì cứ tuổi già thì thế, nhưng dần dần rồi đau quá rồi thì lúc đó vẫn đương nhiên là phải đi bệnh viện khám và uống cũng rất là nhiều loại thuốc, kể cả thuốc Tây rồi là các thuốc như là Đông y rồi là sắc, kỳ cạch lắm mà rất là vất vả. Mà thời kỳ đó thì tiền lại mất mà tật thì vẫn cứ mang, nó chẳng đỡ được mấy gì cả, rất là khổ sở. Bây giờ thì tình trạng cô đã được giải quyết rồi đúng không ạ? Cô khỏe rồi đúng không ạ? Bây giờ bệnh tình của tôi thì nó ổn rồi, nó không còn bị đau nhức như trước nữa. Mà nhờ cái bài thuốc y học cổ truyền đấy mà tôi bỏ được cái bệnh xương khớp của tôi, nó dai dẳng theo tôi bao nhiêu năm rồi. Mà tôi mừng như là bắt được vàng luôn ấy. Trước giờ thì tôi là rất thích dùng thảo dược vì nó rất là an toàn và nó lại lành tính, nó không gây tác dụng phụ. Mà nó rất phù hợp với tuổi như chúng tôi. Tôi thì là bây giờ là tôi đã khỏi hẳn rồi, cho nên là tôi vẫn có thể là đi đón cháu này, rồi có thể là giúp con tôi là nấu cơm này, làm mọi việc nhẹ nhàng trong gia đình. Mà cái vận động cử động tay chân của tôi bây giờ không còn cơ cứng như trước nữa. Chúc mừng cô, chia sẻ với cô, bởi vì khi mà chúng ta giải quyết cái vấn đề về bệnh tật thì quả thật là không có cái gì mừng hơn. Cô có thể chia sẻ thông tin về thảo dược mà cô sử dụng với khán giả của chương trình không ạ? Vâng, cái sản phẩm tôi dùng đó là tên là Bảo Khang Gôn. Thì nó lại là tốt cho hệ xương khớp và tốt cho cả thận nữa. Và bây giờ tôi không còn tê bì chân tay nữa và hết đau xương khớp. Cho nên là rất là vui khi mà được sử dụng cái sản phẩm này mà làm cho mình khỏe lên và vui vẻ, giúp đỡ con cháu, có thể là đi đón cháu rồi nấu cơm rồi có thể làm được những việc gì mà mình thích mà mình khỏe lên rất là nhiều.
Vâng, cảm ơn cô, chúc mừng cô. Thưa quý vị, chúng ta có thể thấy là để mà chăm sóc cái hệ xương khớp, sức khỏe xương khớp một cách tốt nhất thì chúng ta có thể nói là kết hợp tập thể dục này, rồi chế độ ăn uống này, rồi sử dụng những dưỡng chất cho khớp để luôn luôn được mạnh khỏe. Vậy thì chúng tôi rất mong được chuyên gia có thể phân tích rõ hơn về cái ưu điểm của cái giải pháp từ thảo dược này, cũng như là những cái lưu ý đối với cái đối tượng và liều dùng cái giải pháp này như thế nào cho tốt ạ. Sự thật ra mà nói thì cái bệnh xương khớp chính là cái hệ vận động mà khổ lắm chứ không phải là khổ đâu, không khổ đâu. Nhưng mà vì đây là một cái bệnh mãn tính cho nên là nên sử dụng lâu dài nhá, kiên trì sử dụng lâu dài. Bởi vì tại sao mà sử dụng lâu dài được? Vì là nó là thảo dược cho nên nó rất là an toàn. Lại sử dụng công nghệ sản xuất hiện đại mà. Người ta loại bỏ các cái tạp chất đi và lấy những các cái hoạt chất tốt rồi cho nên nó cái hiệu quả rất là tốt và được cơ quan chủ quản của Bộ Y tế đó. Cho phép thì em nên sử dụng nhá. Nhưng mà cái xin sử dụng thì em cố gắng là đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất và kiên trì sử dụng lâu dài thì mới tốt được. Vâng, chúng ta thì vẫn luôn luôn biết là thảo dược thì rất là an toàn và nó có thể nói là rất là hiệu quả cho người sử dụng. Và đây vẫn là một giải pháp được sử dụng từ xưa tới nay và được nhiều người lựa chọn. Vậy thì chuyên gia có thể cho biết là bên cạnh việc chúng ta sử dụng những giải pháp từ thảo dược thiên nhiên thì chúng ta còn cần có những lưu ý gì trong việc phòng ngừa bệnh xương khớp ạ? Có thể nói rằng là phòng ngừa cũng như là hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp ấy, thì đầu tiên là tôi phải khẳng định là khi có bệnh là phải đi khám bệnh để mà có một cái chẩn đoán chính xác để mà chúng ta điều trị cho đúng. Cái thứ hai là coi như nếu mà có cái phác đồ điều trị của Tây y thì chúng ta phải gọi là thực hiện rất là chuẩn cái phác đồ đó. Và sau đó thì chúng ta có thể là kết hợp với những các cái sản phẩm thảo dược để nó hỗ trợ, nó kích hoạt thêm những các cái hiệu quả điều trị thêm vào. Và nó lại rất là an toàn và ứng dụng lâu dài. Đồng thời ấy, nó không có tác dụng mong muốn gì, không mong muốn. Và nó có cái khả năng gọi là kiểm soát các cái cơn cấp tính. Thì tôi cho rằng là hai cái việc đấy chúng ta phải làm. Cái việc làm nữa cần phải chú ý tức là cái chế độ dinh dưỡng. Vâng, chế độ dinh dưỡng thì phải đầy đủ các cái chất mà cân đối. Đừng có lạm dụng đạm và dẫn đến cái tình trạng gút đi, đúng không ạ? Rồi thì đừng có sử dụng nhiều các cái đường mỡ quá, đâm ra là nó cái tăng cân như thế này thì nó sẽ đè vào các cái xương khớp mất thôi, đúng không ạ? Và đặc biệt là bổ sung các cái vitamin, các khoáng chất, các cái chất canxi thì cho nó đầy đủ giúp cho xương khớp của chúng ta tốt. Cái thứ tư phải đề cập đến vấn đề là vận động. Vận động phải phù hợp với cái đau của mình chứ. Đau quá thì nó đang có bệnh thì còn đi mà vận động à? Thế mà khi mà nó đỡ đau rồi thì bắt đầu là chúng ta sẽ vận động từ từ tùy theo cái sức khỏe của mình. Ví dụ như có thể đi bộ nếu như đau lưng, vai chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà nó thoái hóa khớp gối đi bộ sao? Đấy, thế thì chúng ta không đi bộ được. Vậy thì nên chăng là chúng ta đi tập bơi chẳng hạn thì phải vận động theo cái sức khỏe của mình. Thế còn là đối với vấn đề là lao động, công việc của mình thì làm sao? Ví dụ như chúng ta ngồi lâu thì chúng ta cũng phải nên là đứng lên để vận động cho nó thoải mái, cho nó lưu thông khí huyết. Ấy. Hay là mình lao động nó quá nặng thì chúng ta phải chia sẻ ra, đừng có mang vác nó quá nặng, hoặc là các cái tư thế của mình nó phải chuẩn chứ, giữ ấm cơ thể, đừng có để cho những các cái lạnh, các cái phong hàn nó tác động vào cơ thể của chúng ta mà dẫn đến tình trạng đau. Mỗi ngày thức dậy với trạng thái tinh thần thoải mái, cô Bình trở lại nếp sinh hoạt thường ngày như trước đây. Điều tưởng chừng như khó thực hiện được khi mà quãng thời gian bị bệnh đau nhức xương khớp cản trở. Cơm nước, chợ búa, dọn dẹp nhà cửa, lo đủ thứ cho ngôi nhà để các con yên tâm đi làm. Cô vui mừng vì thấy mình có năng lượng, đỡ đần được nhiều việc lớn nhỏ. Giữa rất nhiều lời đồn đoán về thảo dược, tôi may mắn biết đến tới cái thảo dược thiên nhiên là rất là hợp với cái cơ địa của tôi. Bảo Khang Gôn, bạn bè tôi giới thiệu, tôi mua về uống thử. Ngày uống 2 lần, mỗi lần là 10 viên. Tôi uống hết một hộp thì tôi thấy xương khớp của tôi giảm dần các cơn đau nhức, nên tôi cũng lại dùng tiếp. Công nhận là những cái thảo dược bột thiên niên kiện này, bột độc hoạt, bột cốt toái bổ này, thế mà lại hay. Trước chả nghĩ là có những ngày khỏi bệnh như bây giờ. Tôi cứ duy trì uống ngày một viên để cho xương khớp nó khỏe, còn đi giới thiệu với nhiều người lắm, họ toàn cảm ơn vì thuốc hay, hết bệnh. Giờ thì các cái triệu chứng của tôi nó giảm hẳn, mừng lắm, tay chân của tôi cử động bình thường, khỏi tê bì, thời tiết thay đổi đột ngột tôi cũng không thấy tái lại các cơn đau. Ăn được, ngủ được, người khỏe, vui vẻ hẳn lên, người thì đi đâu cũng được.
Chứ trước chỉ có muốn ở nhà mặt mũi thì nhăn nhó u ám, hết đau nhức tê bì mà còn thấy trong người cũng rất là dễ chịu. Tôi mách cho bạn bè tôi hàng xóm láng giềng ấy dùng thảo dược bảo Khangôn. Thì có tuổi rồi mà thì mình cứ uống cho chắc khỏe xương khớp, đỡ bệnh. Tôi mừng vì là mọi người dùng tốt, khỏe ra lại cảm ơn tôi. Chúc mừng cô Bình đã áp dụng thành công phương pháp chữa dứt điểm căn bệnh đau nhức xương khớp, hết nỗi lo về sức khỏe. Mong rằng cô sẽ tiếp tục có thêm nhiều niềm vui mới bên người thân, bạn bè, sống vui khỏe và ý nghĩa. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Khangôn được chiết xuất từ các thành phần bột thiên niên kiện, bột cốt tỏi bổ, bột độc hoạt, bột hạ khô thảo, bột đẳng sâm, bột thổ phục linh, có công dụng hỗ trợ bổ thận, mạnh gân cốt, hỗ trợ giảm các triệu chứng đau nhức xương khớp, tê mỏi chân tay, sử dụng cho những người trưởng thành, người lớn tuổi có nhu cầu duy trì, cải thiện sức khỏe gân cốt. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Vâng. Xin được cảm ơn những cái tư vấn rất là hữu ích của chuyên gia đã dành cho khán giả của chương trình. Thưa quý vị, có thể thấy rằng là bất cứ trong vấn đề nào của sức khỏe cũng thế thôi. Khi chúng ta mà có bệnh thì sẽ rất là mệt mỏi và sẽ ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cuộc sống của mỗi người. Mong là quý vị các bạn chúng ta cùng thực hiện đúng theo những cái tư vấn, cũng như là chúng ta cũng có thêm những thông tin hữu ích về những cái giải pháp hiện nay có thể sử dụng trong quá trình chúng ta điều trị bệnh xương khớp. Cảm ơn các vị khách mời đã tham dự chương trình. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi với chủ đề tìm hiểu giải pháp thảo dược trong điều trị bệnh xương khớp xin phép được kết thúc tại đây. Nếu như có vấn đề gì cần được làm rõ hơn, hãy gọi điện thoại tới số hotline của chương trình. Xin được cảm ơn nhãn hàng Bảo Khangôn của công ty trách nhiệm hữu hạn NTA Group đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại.